đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những video mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Hoa hậu Lương Thùy Linh xuống phố như minh tinh sang chảnh, nhan sắc chuẩn mỹ nhân thiên hạ. Những ngày đầu xuân năm mới, Hoa hậu Lương Thùy Linh vẫn rất bận rộn với công việc thiện nguyện bên cạnh những dự án, hoạt động cá nhân của mình. Top 12 Miss World 2019 luôn trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn mỗi khi xuất hiện. Dù ở sự kiện thảm đỏ hay những bộ ảnh thời trang, Lương Thùy Linh vẫn cực kỳ thời thượng với thần thái và sắc vóc không che vào đâu được. Mới đây, cô tiếp tục trói chặt tim fan với set đồ sang chảnh với tông đen huyền bí, xuống phố với layout mỹ nhân thiên hạ, đôi bút cổ cao xuyệt tông với chiếc lách đắt tiền được mix cùng chiếc thắt lưng to bản giúp Lương Thùy Linh thời thượng hơn, cá tính hơn. Cô cho biết, dù ở hoàn cảnh nào, sự kiện nào thì trang phục phù hợp vẫn là tiêu chí hàng đầu. Mặc dù chỉ mới 22 tuổi, nhưng cái tên Lương Thùy Linh đã chứng tỏ sức hút, chỗ đứng của mình trong làng Hoa hậu, Á hậu Việt. Khán giả vẫn đang háo hức được nhìn thấy Lương Thùy Linh trong vai trò thành viên ban giám khảo của cuộc thi Miss World Việt Nam mùa giải lần thứ 2. Với tài năng, sức trẻ của mình, hy vọng cô sẽ tìm ra người kế vị thật xứng đáng. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.